Ngọc Lan kính chào quý khán giả đến với chương trình tin tổng hợp của Người Việt TV. Bản tin hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2019 bao gồm các nội dung. Người Việt bị trục xuất, hủy visa vì mang thịt kho tàu vào Úc, thịt chó tới Nhật. Nguyễn Thị Kim Tiến được đảng cho hạ cánh an toàn. Tổng thống Trump cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria không liên hệ gì tới Mỹ. Con chó ngao nặng 190 pound đi với chủ, kiệt sức, được toán cấp cứu đưa xuống. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, báo Việt Nam Net ngày 16 tháng 10 năm 2019 cho biết là chính quyền Australia của Úc đã trục xuất và hủy visa của một nữ công dân Việt Nam sau khi các nhân viên hải quan phát hiện ra bà này mang theo thịt heo sống và thịt heo kho tàu vào trong nước Úc. Theo đài ABC của Úc, thì ngày 15 tháng 10, một phụ nữ Việt Nam 45 tuổi đã bị trục xuất khỏi phi trường quốc tế Sydney sau khi các nhân viên an ninh sinh học phát hiện ra một túi thịt heo không được khai báo giấu trong hành lý. Hình ảnh được đăng tải cho thấy có một chiếc túi đựng thịt heo kho trứng cùng với ba tê, ớt, tỏi, chim cút và 10 ký mực. Ngoài thịt đã nấu chín thì còn có thịt sống, tổng cộng là 4 kg 6 thịt heo và 470 g trứng. Theo đài ABC thì đây là trường hợp người ngoại quốc đầu tiên bị trục xuất về nước từ Úc dựa theo luật mới nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch tả heo châu Phi vào nước này. Hãng tin AP cho hay là sau vụ phát hiện trên thì Úc đã hủy visa và cấm người phụ nữ này quay lại Úc trong 3 năm cũng trong ngày 15 tháng 10 thì kênh truyền hình MPS của Nhật Bản đưa tin là có 3 người Việt Nam, gồm có một người phụ nữ và hai người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ vì mang thực phẩm cấm vào Nhật hồi 6 tháng trước. Cụ thể là vào tháng 4 năm 2019 thì bà Nguyễn Thị Thu, 37 tuổi, cùng với hai người đàn ông Việt Nam đã mang 10 kg thịt chó vào phi trường Kansai nhưng không được kiểm tra để chứng minh thịt này có phải là của những, những con chó không mắc bệnh truyền nhiễm hay không. Giới hữu trách Nhật Bản tình nghi là những người Việt này có thể đem thịt chó vào Nhật để bán cho đồng hương đang sinh sống và làm việc ở đây. Theo ANN News, thì đây không phải là lần đầu tiên công dân Việt Nam bị bắt giữ vì mang thực phẩm cấm nhập cản vào Nhật. Hồi tháng 7 vừa qua, thì có một nữ sinh viên du học Việt Nam cũng bị bắt do mang theo 10 kg nem chua và 360 trứng vịt lộn từ Việt Nam vào phi trường quốc tế Tokyo. Liên quan đến tình chính trường Việt Nam thì dự trù là trong phiên họp Quốc hội Cộng sản Việt Nam vào ngày 21 tháng 10 tới đây, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam sẽ được các đại biểu Quốc hội cho miễn nhiệm theo đúng quy trình do Đảng chỉ đạo. Bà Tiến vừa tròn 60 tuổi, đã ngồi ghế bộ trưởng từ năm 2011 và được ghi nhận là đã qua sông trót lọt sau hàng loạt vụ bê bối của ngành y tế. Từ vaccine bẩn, thuốc giả chữa ung thư, cho đến bác sĩ thẩm mỹ phi tan sát nạn nhân, vân vân, Khiến cho bà bị cộng đồng mạng kêu gọi từ chức nhiều lần, nhưng không thành. Tuy nhiên, trước khi thôi làm chức bộ trưởng, thì bà cũng đã được sắp xếp để vào ghế trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Báo Thanh Niên hôm 16 tháng 10 đã dẫn lời ông Nguyễn Hạnh Phúc là Tổng Thư ký Quốc hội Cộng sản Việt Nam, cho rằng bà Tiến được nghỉ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình nhân sự và Quốc hội phê chuẩn. Theo tin từ các báo nhà nước, thì tân Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam sẽ là ông Vũ Đức Đam, người đang làm Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam mấy ngày trước để đúng quy trình điều động nhân sự cấp cao, thì ông Đam đã được Bộ Chính trị phân công vào ghế bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam. Đáng lưu ý là trong vụ bỏ phiếu miễn nhiệm bà Tiến và bổ nhiệm ông Đam tới đây, thì các đại biểu quốc hội chỉ làm theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không có quyền chất vấn bà Tiến đã làm được những gì, hoặc là chất vấn ông Đam liệu có đủ năng lực và sự am hiểu về ngành y tế để ngồi vào ghế bộ trưởng lĩnh vực này hay không. Bà Tiến thôi làm bộ trưởng trong bối cảnh phiên tòa thuốc giả chữa ung thư của công ty VN Pharma vừa khép lại hôm 1 tháng 10 với bản án cao nhất lên đến 20 năm tù. Trong vụ này thì các báo nhà nước đồng loạt tường thuật cặn kẽ diễn biến tại phiên tòa nhưng tuyệt nhiên né tránh nhắc đến tên ông Hoàng Quốc Dũng là em chồng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Cũng như vai trò của ông này trong vụ buôn lậu thuốc giả chữa bệnh ung thư. Ông Dũng đã được báo tuổi trẻ hồi năm 2017 tiết lộ là làm phó tổng giám đốc phụ trách về xây dựng đầu tư của công ty VN Pharma. Cận kề thời điểm diễn ra phiên tòa thì bà Tiến cũng đã tự tay ký quyết định bổ nhiệm cho con trai cả của mình là ông Hoàng Quốc Cương ngồi vào ghế Phó Viện trưởng Viện Baxter ở Sài Gòn với nhiệm kỳ 5 năm. Liên quan đến tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư ngày 16 tháng 10 đã khẳng định rằng cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria nhắm vào thành phần quân dân người Kurd từng chiến đấu bên cạnh người lính Mỹ không có liên hệ gì tới Mỹ. Ông Trump cũng nói rằng đó chẳng phải là biên giới của chúng tôi chúng ta không nên mất mạng vì việc đó. Tổng thống Trump bác bỏ sự giận dữ từ ngay cả những người nhiệt thành ủng hộ ông, nói rằng Mỹ chẳng có quyền lợi gì trong việc bảo vệ người Kurd và ông cũng không lo ngại rằng việc Mỹ rút lui đã mở đường cho Nga ở Syria. Tổng thống Trump có vẻ muốn làm giảm nhẹ tình trạng nguy cấp của các tay súng người Kurd trước sức tấn công của thổ Nhĩ Kỳ mà không có sự hỗ trợ của quân đội Mỹ phía người Kurd trong vài ngày trở lại đây đã thỏa thuận với chính phủ Syria và Nga để giúp họ đối phó với quân đội thổ. Ông Trump coi cuộc chiến hiện nay ở Syria là trò chơi của lũ trẻ trên cát khi phát biểu rằng ở đó có nhiều cát lắm để họ chơi với nhau, trong khi đã có rất nhiều người mất mạng. Tổng thống Trump cũng cho rằng các quân dân của chúng ta không trong tình trạng nguy hiểm và chẳng có lý do gì để họ gặp nguy hiểm cách Tổng thống Trump đối phó với tình hình ở Syria đã gặp chỉ trích của phía Cộng hòa tại Quốc hội hôm thứ Tư. Tại Hạ viện, thì vào trưa thứ Tư, các dân biểu thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã thông qua một nghị quyết với 354 phiếu thuận và 60 phiếu chống nhằm lên án việc Tổng thống Donald Trump đồng ý để cho quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria để tiêu diệt người Kurd. Tổng thống Trump trong lời phát biểu tại Tòa Bạch Ốc cũng nói rằng phần lớn quân Mỹ đã rút khỏi khu vực. Thưa quý vị, giới hữu trách ở tiểu bang Utah hồi cuối tuần qua đã phải giúp để đưa một con chó ngao, tức là con chó Mastiff, nặng 190 pound, tức khoảng 86 kg, xuống núi vì con vật quá mệt sau khi leo núi cùng với chủ ở vùng Salt Lake City. Theo bản tin của hãng thông tấn UBI, thì toán tìm kiếm và cứu nạn thuộc văn phòng cảnh sát trưởng Soi Class City cho hay là con chó Ngao 3 tuổi đang đi dạo trên núi hôm chủ nhật ngày 13 tháng 10 cùng với chủ thì bị kỳ sức không đi được nữa. Loại chó Ngao Mastiff có nguồn gốc từ Anh và là một trong những loại chó nặng nhất thế giới. Loại chó này thông minh, ôn hòa, bình tĩnh và ít khi nào sổ bậy. Theo bản tin post trên Facebook của toán tìm kiếm và cứu nạn, thì một số người đi vào núi đã gọi báo sở cảnh sát thành phố Salt Lake City rằng có một con chó và chủ của nó bị kẹt trên núi không di chuyển được. Sau khi được thông báo, thì thành viên toán tìm kiếm và cứu nạn đã tiến lên núi để đưa con chó xuống cùng với ông chủ trước khi trời trở lạnh. Toán cứu nạn này đã cột con chó vào một băng ca rồi thay nhau khiêng xuống núi. Theo bản tin post trên Facebook thì con chó rất ngoan ngoãn và vui mừng khi được trợ giúp. Trong hình video đi kèm thì người ta thấy con chó có vẻ rất thoải mái khi được người đưa đi. Đúng là chuyện chỉ có ở nước Mỹ. Vừa rồi là nội dung của bản tin tổng hợp ngày thứ tư 16 tháng 10 năm 2019. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.